Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người vào buổi tối hôm nay. Em tên là Lê Huy. Hôm nay thì em vừa tròn 18 tuổi. Thì em biết đến guitar cũng từ rất là lâu rồi. Từ khi mà hồi lớp 3. Đó là lần đầu tò mò cái cây guitar của ba. Và mới tìm được cái nguồn đam mê tiền sử trong con người em. Thì trước khi hai ngày mà em gửi bài cho anh Quốc, thì một cái chuyện khá là hy hữu với em. Em cũng chưa biết chọn tác phẩm nào để biểu diễn nữa. Thì người yêu cũ em nhắn tin đòi quay lại với em. Đó là suy nghĩ là những gì nỗi đau mình cần trải qua, nên em sẽ chọn tác phẩm Có Không Giữ Mất Đừng Tìm của tác giả Bùi Công Nam.